ngày và tháng không còn hy vọng, không còn lối về, là khi ước mơ kia vụn vỡ. Sao con cố tìm mơ hồ tìm ngăn cách dõi trời sai bước là do trái tim hay chính là anh nè. Em có tin vui này muốn nói cho anh biết. Chuyện gì mà em vui vậy? Em có thai rồi đó, anh sắp được làm cha rồi. Em nói cái gì? Em có thai rồi. Chúng ta không thể có con trong lúc này được. Em phá thai đi. Sao anh khốn nạn vậy? Nó là giọt máu của anh và của em. Tại sao anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em cũng biết rồi đó. Anh bây giờ còn lông bông, sự nghiệp còn chưa có gì hết. Anh với em không thể có con trong lúc này được. Anh tưởng là tôi không biết anh đang làm gì sao? Anh mơ làm con rể của báo đen đúng không? Nếu em biết rồi thì anh không thể giấu giếm em được nữa. Anh sẽ thay thế báo đen. Con gái báo đen sẽ thuộc về anh. Chúng ta ai cũng có tham vọng hết. Anh xin em, anh không để cho em thiệt thòi đâu. Chúng ta sẽ có con mà, Xuyến. Tình yêu không thể đem chia sẻ như vậy được.
tôi yêu anh bao nhiêu thì tôi hận anh bấy nhiêu. Xuyên, em giữ lại giọt máu của anh, anh cảm ơn em nhiều lắm. Kim Liên ơi, Kim Liên ơi, Kim Liên, chị nè, mở cửa cho chị. Ai vậy? Chị Hoa nè. Hết hồn. Chị mà làm em tưởng ai hết hồn à. Mua cho em nhiều vậy? Chị mua đồ ăn cho em mấy ngày. Lúc này chị không có tiện đi tới đây. Công an mà phát hiện là mệt lắm đó. Trời, chị ơi, ở trong căn nhà bốn bức tường này, không bị công an bắt em cũng buồn đến chết. Chị có cách nào đưa em đi khỏi đây không? Chờ chị vài ngày để chị sắp xếp. Cái nhà này là ba mẹ chị mua cho chị lúc mà chị và anh Quang mới lấy nhau. Mặc dù sau này có điều kiện mua nhà mới, nhưng chị vẫn muốn giữ cái này, bởi vì nó là cái nhà kỷ niệm. Tôi chết rồi. Chị, có khi nào á anh Quang anh ghé đây rồi anh gặp em không? Anh Quang sẽ không tới đâu, bởi vì ảnh việc ở cơ quan nhiều lắm. Chìa khóa chỉ một mình chị có thôi. Với lại, ở trong một không gian tách biệt như vậy, để em khỏi biết nhiều thông tin, khỏi lên mạng. Trời, tưởng em ở đây mà em không biết gì hết hả? Em biết hết á. Kể cả cái tin mà thằng Hùng là con của anh Chính em cũng biết luôn chứ bộ. Bớt cái miệng lại. Đi nãy giờ trời thì nắng mà không thấy một bóng người nữa trơn à. Cô là An Nhiên hả? Công nhận ở ngoài đẹp hơn trên hình ha. Tôi là Diễm. Em ăn mặc như thế này không thích hợp đâu.
Đây là phong cách của tôi. Tôi đã nói với ông ấy rồi, tôi có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn, trừ một điều: không thể thay đổi phong cách của tôi. Thì một người tin tưởng thay thế vào vị trí của con rất là khó. Con chấp nhận điều kiện của cô ta đi. Phong cách của chị sang chảnh quá à. Tôi bắt chước không được. Tôi bụi bặm hầm hố quen rồi. Chính Lan là một con cáo già, mưu mô, xảo quyệt. Em cần phải hợp tác với chị thì mới mong đánh lừa được hắn. Chấp nhận vào vai diễn này, tôi biết mối nguy hiểm cận kề bên tôi. Chị trả ơn chú Hải, cho nên tôi mới nhận lời giúp chị làm vụ này thôi. Ừ, em cứ yên tâm đi, chị và chú Hải sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho em. Đúng là con gái của chú ha, nói chuyện dễ thương ghê á. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bây giờ con đang trong thân phận của An Nhiên, con gái của Hai Hiệp. Con phải hiểu rõ về con người của An Nhiên. Chào chị. Em tới rồi hả? Chị đứng đây đón em, cứ tưởng là em không tới rồi chứ. Cảm ơn chị, em tỏa sáng nhưng đâu bằng chị. Hôm nay là sinh nhật của chị mà, chúc mừng sinh nhật chị. Em chu đáo quá, còn tặng quà cho chị. Không giống như năm rồi, năm nay chị chỉ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ với vài người thân thôi. Em cảm thấy rất vinh hạnh. Mà lúc chị mới gặp em, chị thấy rất là quen. Không biết mình đã gặp nhau ở đâu chưa? Nhiều người cũng nói với em giống vậy. Chắc là em trông giống một ai đó. Còn cháu gái của Út Hà, ăn nói cọc lóc, chứ đâu có khôn khéo như cô ca sĩ này. Cùng cách hai người, khác nhau một trời một vực. Chừng nào cháu tôi nó tới? Cháu của chị sắp tới rồi. Chị cứ bình tĩnh đi, đừng có lo lắng. Mình vào trong đi, chị có một người giới thiệu cho em đó. Em vào đi. Nhi nhận ra con rồi. Nhiên ơi, chị nhận ra cháu của mình rồi chứ? Đâu? Cháu tôi đâu? Chị đóng kịch giỏi lắm. Em giới thiệu với anh Chính, đây là ca sĩ Lan Ngọc. Tưởng hay xa lạ, em biết ông chủ của chị mà. Ủa, vậy hả? Ừ. Chị vẫn không nhận ra cháu gái của mình phải không? Cô gái này không phải là cháu của tôi. Nè, em nhìn kỹ xem, có nhận ra ai không? Người này là ai vậy chị? An Nhiên, con không nhận ra dì ruột của mình à? Xin lỗi, ông nhìn lầm người rồi. Tôi không phải An Nhiên. Vậy à? Alo, có chuyện đó nữa à? Được rồi, ở đó đi, chú tới liền. Tôi phải đi rồi, xin lỗi nha. Gì? Con xin lỗi gì? Con đừng nói gì hết. Ở đây ta vách mặt rừng, không tiện cho dì cháu mình nói chuyện đâu. Giấy tờ đầy đủ rồi, tôi lấy lại nhà của ba tôi được chưa? Trước đây khi ba em bị bắt, đã giao căn nhà này cho Bảy Cường rồi. Sau đó em mất tích, không người thừa kế. Bảy Cường đã cho người khác thuê nhà này, tránh tình trạng bỏ không lãng phí, lại hư nhà nữa. Thì bây giờ tôi về rồi, tôi lấy lại nhà của ba tôi, có vấn đề gì không? Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tôi nghĩ
Em nên thương lượng lại với người khách mà đang thuê, họ sẽ dọn đi thôi. Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Ủa, anh Chính, anh tới đây chi vậy? Tôi nghe nói cháu gái của tôi, con gái của Hai Hiệp trở về, nên tôi mới vội tới đây tìm cháu của mình. Dạ, đây là cô An Nhiên. Đây là Chính Lan sao? Nhìn ông ta thật là phong độ. Cô là An Nhiên, con gái của Hai Hiệp à? Chú biết ba tôi hả? Con phải biết chú chứ. Chú với ba con rất thân. Chuyện trước đây tôi quên hết rồi. Tôi không muốn mọi người nói tôi là con gái của kẻ giết người. Tôi từ bỏ cái tên An Nhiên, cũng như là từ bỏ cái quá khứ đau buồn đó. Cô ấy tới đây để đưa cho tôi xem giấy tờ nhà của Hai Hiệp và giấy khai sinh của An Nhiên. Cô ấy đúng là An Nhiên, nhưng sao không hiểu sao cổ còn có tên là Diễm nữa. Diễm là tên của bạn tôi, nó bị ung thư chết rồi. Bây giờ tôi lấy tên Diễm để nhớ nó. Mà chuyện của tôi, chú quan tâm làm gì vậy? Nếu con thật sự là con gái của Hai Hiệp, con cần gì chú sẽ giúp đỡ cho con. Cảm ơn, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của ai hết. Chú, anh ơi, cá câu này có bán không? Ờ, tôi bán đó, anh mua đi. Cá này á, đem về nấu canh chua, nhậu hết sảy đó. Vậy hả? Để tôi coi coi. Chính Lan vẫn chưa tin cậu đó. Sắp tới, hắn sẽ bày ra nhiều chiêu trò để thử thách cậu đó. Con người của hắn không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả là Hai Lém, cháu ruột của hắn. Hắn làm việc gì cũng rất cẩn thận, không để lại bất kỳ chứng cứ phạm pháp gì. Lưới trời lồng lộng, hắn không thể lọt lưới mái đâu. Bằng mọi giá, cậu phải lấy lòng tin của hắn. Một khi chúng ta có bằng chứng phạm tội của hắn, chúng ta sẽ dễ dàng truy tìm ra sói trắng là ai. Cho dù hắn có tài giỏi đến đâu, thì hắn cũng phải có điểm yếu của hắn. Chúng ta muốn câu một con cá lớn, chúng ta phải dùng cá nhỏ này để làm mồi nhử. Cậu hãy khai thác điểm yếu của hắn đi. Hắn đang cai cứu số hàng của hắn vừa bị bắt. Lần này hắn án binh bất động, tất cả mọi chuyện hắn cẩn thận và thận trọng hơn. Cho dù hắn có thận trọng tới đâu, thì đồng tiền cũng sẽ làm cho hắn mờ mắt thôi. Hắn sẽ cố dùng dễ để thoát ra khỏi chúng ta. Lúc đó chỉ cần chúng ta đang một mẻ lưới thật chắc, hắn sẽ không thể nào có kẻ hở để chui ra. Có người trong chúng ta tạo ra kẻ hở đó. Cậu nghi ngờ trong hàng ngũ của chúng ta có kẻ tiếp tay cho Chính Lan à? Trước mắt thì tôi chưa có bằng chứng gì, nhưng nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ đó lại. Tôi cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên tôi với cậu hạn chế gặp nhau. Khi chúng ta chưa biết kẻ chỉ điểm đó là ai, chúng ta liên lạc qua điện thoại trong trường hợp khẩn cấp. Thôi, cá này nhỏ lắm, tôi không mua đâu. Chúc anh câu một con cá thật lớn nha.
công nhận chị trang trí nhà đẹp ghê á. Bây giờ em tính vậy, chị bỏ công sức với tiền bạc ra cũng nhiều. Em cho chị một phòng, em biết điều quá rồi phải không chị? Cô chủ nói vậy là chi lý lắm đó. Em là người đứng tên với tờ nhà đất mà, em nói sao thì chị nghe vậy. Chị, em xin lỗi chị nha. Em không biết là ba em cho chị thuê căn nhà này và lấy tiền cọc nhiều như vậy. Nếu em biết vậy, em đã ngăn cản ba em rồi. Không sao đâu nè, chuyện gì qua rồi, không cần phải nhắc lại. Thôi, tôi đi tắm rửa nghỉ ngơi đây. Tôi dọn phòng cho cô chủ xong rồi. Cảm ơn ông. Ông đúng là một đầy tớ trung thành của gia đình tôi. Chị Nhi, chị quên em rồi hả? À, sẵn đây tôi muốn nhắc lại, đừng ai gọi tôi là An Nhiên. Tôi là Diễm, nghe rõ chưa? Lại đây. Chị nhìn cho kỹ coi, xem đây có phải là con gái anh Hai Hiệp, cháu gái của chị không? Dì Út, An Nhiên, con tưởng là không được gặp gì nữa. Bấy lâu nay con ở đâu? Con sống sao? Dì tìm con không có được vậy. Mọi chuyện dài lắm, từ từ con kể dì nghe nha. Con nhỏ này là con gái của Hai Hiệp, nó sẽ nhận ra mình. Ai đây dì? Con không nhận ra cô Hương Ngà hả Nhiên? Hồi đó con làm nhà hàng cho cổ, con không nhớ hả Nhiên? Dì, bây giờ con tên là Diễm, cái tên An Nhiên không có tồn tại nữa. Diễm, tên nghe cũng hay lắm. Có thật em không nhớ chuyện trước đây không? Tôi bị mất trí nhớ. Những gì trước đây tôi không nhớ gì hết, ngoại trừ gia đình tôi. Cô gái này diễn giỏi đó, không uổng công chú Hải giới thiệu cho mình. Như vậy cũng tốt thôi, quá khứ đen tối em nhớ làm gì. Chúc mừng hai người tìm lại được nhau. Lan Ngọc, hả? Em đã có chỗ ở chưa? Nếu chưa có, qua Hương Biển ở với chị. Cảm ơn chị. Diễm là một cô gái tốt bụng, tạm thời đồng ý cho em ở lại đây rồi. Vậy tốt quá rồi. Đúng là con gái của anh Hai Hiệp, rất hiền lành và tốt bụng. Tôi xin phép quay trở lại bữa tiệc sinh nhật. Chào mọi người. Chị Diễm, em đưa chị về phòng nha. Hùng à, xe con bị hư hả? Để ba cho người đưa xe con về. Con lên xe đi. Ai là con? Biến đi. Sự thật vẫn là sự thật con à. Tôi không có một người cha như ông. Biến. Cho dù con có từ chối ba, nhưng mà dòng máu của ba vẫn chảy trong người con. Tôi nói là ông đi đi. Tôi không muốn gặp lại ông. Cho dù thằng Hùng này có chết, cũng không bao giờ nhận ông là cha của tôi đâu. Thôi được rồi, ba sẽ đi. Khi nào con bình tâm lại, ba sẽ gặp con nha. Thank you.
căm thù ông. Ông lấy tư cách gì làm cha của tôi? Sự thật đã được phơi bày rồi. Thằng Hùng là con ruột của Chính Lan, nhục mặt tôi quá mà. Tôi cũng đã chôn vùi cả thanh xuân để sống với một kẻ bạc nhược như anh. Chỉ vì đứa con tôi mới phải đánh đổi như vậy. Anh đến đây để làm gì vậy? Anh đi về đi. Anh xin lỗi em. Thằng Hùng là con trai của anh, anh là ba của nó. Em phải để cho cha con gặp nhau chứ. Mày đi ra khỏi nhà tao đi. Không có chuyện đó đâu. Cha thằng Hùng đã chết rồi. Chết từ khi nó mới lọt lòng. Anh sống sờ sờ ở đây có chết đâu. Em hãy để cho anh làm tròn trách nhiệm với con mình, để bù đắp lại cho con. Anh biết là anh đã rất có lỗi với em. Em hãy tha lỗi cho anh đi. Dù tôi có chấp nhận đi nữa thì thằng Hùng nó cũng không chấp nhận anh là cha của nó. Anh suy nghĩ lại đi. Anh đã làm được gì cho nó trong thời gian qua? Nó thật sự rất là hận anh. Đó là quả báo cho mày đó Chính Lan. Con ruột của mày sau này sẽ căm thù mày. Nó sẵn sàng giết mày. Và cái tội bất hiếu đó không thể tránh khỏi đâu Chính Lan à. Mày cấm cái miệng của mày lại đi. Mày tưởng tao không biết mày cặp với Hương Ngà? Chẳng qua tao muốn để mày vui vẻ. Tao muốn đền ơn vì mày đã nuôi con tao. Chứ không tao đã giết mày từ lâu rồi. Hiểu chưa? Em ly dị với nó đi, rồi em với con về sống chung với anh. Có chết hai mẹ con tôi cũng không về sống chung với anh đâu. Anh đi về đi. Trước sau gì em cũng về với anh thôi. Em đưa đoạn phim đó cho công an đi. Cuộc đời và sự nghiệp của mày cũng tiêu tan thôi. Em à, nếu như em còn thương anh thì cũng nghĩ chút tình. Đừng có đưa đoạn phim đó cho công an. Anh yên tâm đi, tôi không làm chuyện đó đâu. Nhà tao mà cũng dám quậy à? Hả? Mẹ kiếp! Tổng tụi nó đi! Dạ. Đây là bằng chứng ngoại tình của ông. Chỉ cần tôi đưa ra tòa, ông sẽ không bao giờ chối cãi được. Lúc đó sự nghiệp của ông sẽ tan thành mây khói. Cô đã cho người theo dõi tôi. Tôi không có làm chuyện đó. Nhưng mà có người thương tôi gửi đoạn phim này cho tôi. Ai rảnh mà đi làm chuyện bao đồng như vậy? Có thể ông gây thù chuốc quán dài nên họ giúp tôi lật mặt ông. Chơi dao thì sẽ có ngày đứt tay. Chính là đang cho người xử ông kìa, vì ông đã cặp kè với người tình của ông đó. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Đoạn phim đâu? Nó nằm trong tay tôi. Đây không phải là đoạn phim gốc. Nó đó. Cô là người đàn bà đê tiện mà. Tôi với ông đê tiện giống nhau mà. Vậy tôi cũng cảm ơn ông đã cưu mang hai mẹ con tôi, cho nên tôi không đưa cái đoạn video đó cho Chính Lan. Tôi chỉ cần lấy căn nhà này thôi. Còn giấy tờ đất đai bên ngoài là của ông. Tôi chơi đẹp rồi chứ. Đất đai của tôi có bao nhiêu? Cô đã bán hết rồi. Toàn bộ của cải của tôi đang thuộc về cô mà. Ủa, của chồng công vợ mà.
tôi chỉ lấy phần của tôi thôi. Nếu như ông không chịu thì chúng ta ra tòa phân chia tài sản. Đồ khốn nạn! Tôi nhìn ông như vậy là đủ rồi nha. Sau này ông còn dám chửi tôi, đừng có trách tôi ác với ông đó. Ông ký tên đi. Đây là cách tốt nhất để chúng ta giải thoát cho nhau. Tôi muốn biết chắc cô còn giữ lại ở đâu không? Ông yên tâm đi, ly dị xong tôi sẽ đưa cho ông hết. Tôi cũng đã cho người dọn đồ đạc của ông rồi. Tuần sau chúng ta ra tòa ly dị. Như vậy là giải quyết xong được cục nợ rồi. Alo, chị nghe nè Thiên Hoa. Được, đợi chị 30 phút nha. Chị tắm cái rồi chị qua liền. Cô làm gì mà ngụy trang kỹ quá vậy? Phải kỹ thôi anh. Chính Lan mà biết tôi qua mặt hắn là tôi khó sống yên với hắn. Cô đi theo Chính Lan bao lâu nay, cô không được cái gì hết. Tôi nghĩ đã đến lúc cô tách ra khỏi Chính Lan đi. Tôi nghĩ đến chuyện này lâu lắm rồi nên tôi mới hẹn anh ra đây. Tôi muốn nhờ anh chuyển một số hàng về thành phố. Dạo này công an theo dõi dữ lắm, cô đòi chuyển hàng ra thành phố. Tôi thấy vụ này khó nuốt lắm. Anh yên tâm, tôi đã có người chống lưng, công an sẽ không dám làm gì đâu. Được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô chuyển hàng. Cảm ơn anh. Alo, anh chưa về được đâu. Em và con cứ ăn cơm trước đi. Có gì anh sẽ về ăn sau. Nghe nói anh là người thương vợ con nhất mà. Vợ con mình không thương thì thương ai đây? Khi nào hàng tới? Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sao? Dạ em mời hai chị. Cảm ơn em. Sao chị không ăn đi? Chị còn tâm trạng nào đâu mà ăn nữa. Thằng Hùng đó bỏ nhà ra đi, gọi hoài nó không bắt máy. Hãy đặt mình vào tâm trạng của nó. Gặp chị sẽ làm gì? Nó không bỏ nhà đi mới là lạ đó. Thật
Thật lòng chị đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Chị muốn giấu giếm thật kỹ bí mật này. Thấy thương thằng Hùng quá. Thật không ngờ kẻ thù của nó là ba nó. Chị nè, hai người đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, có thâm thù gì lớn đâu. Thôi, chuyện đàn ông cứ để đàn ông giải quyết đi. Với lại chị biết anh Chính là người khôn khéo mà. Chị hận Chính Lan. Chị không muốn thằng Hùng nhận Chính Lan là ba của nó. Chính ông ta đã muốn dứt bỏ cái thai khi mà chị mới mang thai có 2 tháng. Chị nên bình tĩnh lại. Chuyện gì đến nó cứ đến, chị không trốn tránh được đâu. Còn bây giờ chị không biết thằng Hùng nó đang ở đâu nữa. Bây giờ chị phải hỏi con Ngọc thì sẽ biết thằng Hùng ở đâu. Ha, chị quên là có con Lan Ngọc. Em đang chờ điện thoại ai hả? Chị quên chuyện con gái của Hai Hiệp hả? Em muốn biết là ca sĩ Lan Ngọc có phải là An Nhiên không? Chị thấy chuyện này lạ à nha. Tại sao em lại quan tâm tới con gái Hai Hiệp? Hay là trước đây em có lỗi với nó đúng không? Chị biết em đang làm việc cho Chính Lan đúng không? Thì Chính Lan kêu em làm gì thì em phải làm đó. Mục đích của em là kiếm thật nhiều tiền để hưởng tuổi già và lo cho con trai của em có một cơ ngơi tốt ở bên Mỹ. Chị đã nói với em từ đầu rồi, Chính Lan là một con cáo già, em nên tránh xa ổng đi. Thật ra em biết cái gì cũng có giá của nó. Em cũng cố gắng tìm cách dừng lại, không muốn dính líu gì tới Chính Lan hết. Nghĩ như vậy là em sáng suốt rồi đó. Ủa, con nhỏ nào lạ quắc vậy? Cái này là An Nhiên, con gái của Hai Hiệp. Chị có nhớ là lúc trước mình lấy tấm hình của An Nhiên lúc 12 tuổi đưa cho họa sĩ phát thảo chân dung lúc 26 tuổi. Họa sĩ gửi hình vẽ An Nhiên đó. Hèn gì thấy cái hình này nó giả quá. Như vậy là khỏe rồi. Vậy là con Ngọc không phải là An Nhiên. Đây rõ ràng là cô bé An Nhi, con chú Hai Hiệp mới trở về mà. Còn đây là bản phát thảo được phân tích trong máy tính. Hình này có nét giống ca sĩ Lan Ngọc. Vậy chúng ta biết tin ai anh? Theo cậu nghĩ chúng ta nên tin ai? Dạ, em hiểu ý anh rồi. Còn nữa, anh em mình bị chi phối bởi một gián điệp. Trong đợt này chúng ta phải tìm hiểu. Cậu phải giữ kín chuyện này và âm thầm điều tra. Dạ, em hiểu rồi. Anh à. À dạ. Em không thích nhìn anh trong bộ dạng này đâu. Em đi về đi. Em làm gì vậy? Anh không cần em nữa. Được thôi, em sẽ đi về. Nhưng mà lần sau á, đừng có xuất hiện trước mặt em nữa nha. Anh là một thằng đàn ông hèn nhát. Anh không xứng đáng để cho em thương đâu. Anh không có hèn nhát. Chẳng qua là anh không dám đối mặt với chính bản thân mình thôi. Anh không chấp nhận Chính Lan là ba của anh. Anh căm thù hơn, anh căm thù hơn, anh căm thù hơn. Anh thôi đi có được không?
Anh có biết điều trở ngại nhất ngăn cản anh với thực tại là cái gì không? Chính là suy nghĩ của anh đó. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm Lan Ngọc à. Nếu anh yêu em thì anh phải tin em chứ. Vậy với em nha, mọi chuyện đều có thể giải quyết mà. Em làm gì vậy? Anh dựa vô em đi. Để cho anh uống đi. Để anh uống. Về chị hả? Dạ, tụi nó đang nghi ngờ em còn liên lạc với đại ca. Khó khăn lắm em mới đành tới đây. Lúc trước tao còn làm đại ca, thằng nào cũng hô hào trung thành với tao. Bây giờ cháy nhà mới lòi mặt chuột. Mẹ kiếp. Đại ca trở về đi. Thằng Lâm nó bắt tài vô dụng. Chuyến hàng vừa rồi Chính Lan không giao cho nó mà giao cho hai Lém. Chính Lan làm việc cẩn thận quá, cuối cùng lô hàng cũng bị công an bắt giữ. Em nghe nói chuyến hàng này là hàng đá, coi như Chính Lan mất một số tiền lớn. Con sói già đó không chịu thua đâu. Mày coi tao nói có đúng không? Mà thôi, không nhắc tới con sói đó nữa. Tao hẹn tụi bay ra đây, có phi vụ mới. Tụi bay hỗ trợ cho tao. Đại ca lên tiếng, tụi em sẵn sàng mà. Sắp tới, tao sẽ vận chuyển một số hàng lớn. Dạ. Tụi bay cứ im lặng chờ đợi, có tin tức gì tao sẽ báo. Bây giờ giải tán đi. Dạ đại ca. Không phải ai sinh ra đều yên ấm, mái nhà tranh ước mơ còn trẻ. Tôi sinh ra bởi quá nhiều mất mát, thiếu mẹ cha những bữa cơm gia đình. Cho đời đổi thay biết bao thử thách, nhưng niềm tin luôn còn đây. Nhìn thẳng vào sự thật đầy dối trá, với ánh mắt kiên cường kẻ tự do sai đường. Thôi bỏ lại sau lưng màn đêm trắng xóa, một ngày mong manh.